Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Quân đội Israel thông báo đã tiêu diệt được Kali Muhammad Amhas, một thành viên Hezbollah, giữ vai trò trung tâm trong đơn vị không quân của nhóm này. Theo kênh Al Jazeera, nhiệm vụ ám sát diễn ra vào ngày 23 tháng 10 trong một cuộc tấn công tại khu vực Hemel thuộc vùng Baalbek phía đông bắc. Theo quân đội Israel, đơn vị không quân nói trên cũng chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào Israel. Hezbollah chưa xác nhận cái chết của Amhas. Trước đó ngày 20 tháng 10, quân đội Israel đã xác nhận tiêu diệt nhân vật Hashem Safieddin của Hezbollah, được cho là sẽ kế nhiệm thủ lĩnh Hassan Nasrallah đã thiệt mạng. Theo đó, Hashem Safieddin đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban hôm 4 tháng 10. Thông báo có đoạn, giờ đây có thể xác nhận rằng trong một cuộc tấn công cách đây khoảng 3 tuần, Hashem Safieddin, người đứng đầu hội đồng điều hành của Hezbollah, và Ali Hussein Hazima, người đứng đầu của cơ quan tình báo của Hezbollah, đã thiệt mạng cùng với các chỉ huy Hezbollah khác. Trong khi đó, cho đến thời điểm hiện tại, Hezbollah vẫn chưa xác nhận các thông tin liên quan đến tính mạng của ông Safieddin. Trong một nguồn tin cấp cao của Hezbollah, một thành viên của cơ quan ra quyết định của Hezbollah và là họ hàng xa của ông Nasrallah cho hay, Safieddin đã mất liên lạc kể từ khi cuộc không kích của Israel vào Beirut cách đây nhiều tuần. Giáo sĩ Safieddin là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí lãnh đạo cao nhất của tổ chức này. Ngày 21 tháng 10, Israel thông báo rằng chỉ huy chịu trách nhiệm tài trợ cho nhóm Hezbollah ở Liban đã bị tiêu diệt. Theo tuyên bố của phát ngôn viên IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người đàn ông không rõ tên đứng đầu đơn vị 4400 của nhóm Hezbollah, chịu trách nhiệm về việc chuyển tiền cho nhóm qua việc bán dầu của Tehran đã bị tiêu diệt ở Syria. Trong khi đó, ngày 22 tháng 10, Hezbollah tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán khi đang có giao tranh. Tới nay, các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa thể chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua, trong khi xung đột ngày càng leo thang giữa Hezbollah và Israel. Sáng sớm cùng ngày, lực lượng Hezbollah thông báo đã bắn 20 quả tên lửa nhắm vào các vị trí của Israel ở vùng ngoại ô Tel Aviv, trong đó có hai căn cứ quân sự và một căn cứ hải quân ở Haifa, phía bắc Israel. Các cuộc tấn công diễn ra sau một đêm Israel thực hiện cuộc pháo kích dữ dội gần một bệnh viện công lớn ở phía nam, thủ đô Beirut của Liban, khiến 4 người thiệt mạng. Quân đội Israel tuyên bố đã đánh chặn hầu hết các tên lửa phóng từ Liban được phát hiện ở miền trung nước này và các khu vực phía bắc. Israel cho biết hiện chưa ghi nhận bất kỳ thương vong nào. Trong ngày 21 tháng 10, Israel đã tăng cường hoạt động quân sự chống lại Hezbollah, trong đó có đợt tấn công vào khoảng 300 mục tiêu trên khắp Liban trong 24 giờ. Các cuộc tấn công nói trên xảy ra gần sân bay quốc tế duy nhất ở Beirut. Theo nhà chức trách tại Liban, ít nhất 2.467 người tại nước này đã thiệt mạng trong một năm chiến sự, trong đó có hơn một nửa thiệt mạng kể từ ngày 23 tháng 9. Thưa quý vị, mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Đức không ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO vì lo ngại phản ứng của Nga, nhưng sẽ đi theo sự dẫn dắt của Mỹ. Tổng thống Ukraine gần đây đã trở về từ chuyến công du Tây Âu và Mỹ để tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch chiến thắng của mình trong cuộc xung đột với Nga. Trong khi Mỹ và các đồng minh hứa sẽ cung cấp thêm vũ khí và đạn dược, nhưng nhìn chung họ không tán thành kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Ông Zelensky nói với các phóng viên tại Kiev vào ngày 21 tháng 10 rằng "Tôi nói mọi thứ theo cách tôi thấy, chứ không phải theo cách mà ai đó muốn. Phía Đức hoài nghi về việc chúng tôi gia nhập NATO và đó là sự thật." Ông thừa nhận rằng Đức chỉ đứng sau Mỹ về mặt viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, nhưng lập luận rằng chính quyền ở Berlin lo sợ chủ đề NATO-Đức khi nói đến phản ứng từ Nga, đó là sự thật. Ông Zelensky cho biết Mỹ ảnh hưởng đến quan điểm của Đức trong các vấn đề liên quan đến Ukraine. Ông nói thêm rằng Kiev tin rằng NATO đang trải qua quá trình thống nhất quan điểm về vấn đề tư cách thành viên của Ukraine. Điều này cũng sẽ có tác động đến Hungary và Slovakia chẳng hạn. Budapest và Bratislava đã công khai phản đối ý tưởng kết nạp Kiev vào NATO. Thủ tướng Slovakia Robert Fico thậm chí còn nói rằng ông sẽ phủ quyết động thái này chừng nào ông còn nắm quyền vì nó sẽ gây ra một cuộc chiến tranh thế giới. Ông Zelensky cũng tuyên bố rằng Anh, Pháp và Ý đều tỏ ra ủng hộ kế hoạch chiến thắng, nhưng tất cả các đồng minh của Mỹ ở châu Âu đều đang chờ kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước khi cam kết công khai.
Ukraine đã mong đợi một lời mời gia nhập NATO vào năm ngoái và việc không nhận được lời mời đã khiến ông Zelensky phải đưa ra lời đe dọa mối quan hệ của ông với Mỹ trên các phương tiện truyền thông xã hội vào thời điểm đó. NATO đã thông qua một tuyên bố nêu rõ rằng Kiev sẽ trở thành thành viên khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng. Công thức đó cũng được giữ nguyên trong tuyên bố của năm nay, mặc dù có điều kiện là con đường gia nhập NATO của Ukraine là không thể tránh khỏi. Nga đã ra tín hiệu rõ ràng rằng họ sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài quy chế trung lập cho Ukraine, và nếu không phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, Kiev sẽ tiếp tục là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ngày 21 tháng 10, đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia phát biểu trước Hội đồng Bảo an nhấn mạnh việc Ukraine trở thành thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương dưới bất kỳ hình thức lãnh thổ nào đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga và không thể là một phần của bất kỳ kế hoạch hòa bình hay sáng kiến hòa giải nào. Ở một diễn biến khác, Pháp và 9 quốc gia khác, bao gồm Áo và Cộng hòa Séc, đã lưu hành một tài liệu kêu gọi Ủy ban châu Âu yêu cầu các nhà cung cấp nhiên liệu của Nga phải xác định rõ danh tính khi dỡ hàng tại các cảng của EU và chỉ ra chính xác hơn khối lượng nhập khẩu. Bộ trưởng Năng lượng Pháp Agnès Pannier-Runacher cho biết cần có mức độ minh bạch cao nhất liên quan đến LNG. Ông nói điều này là cần thiết để loại bỏ sự phụ thuộc ngày càng tăng. Phương Tây định kỳ cố gắng phân tích cách Nga lách lệnh trừng phạt. Hãng tin Bloomberg đưa tin có hơn 600 tàu chở dầu xám, chở dầu và khí đốt bị trừng phạt. Tờ Financial Times đề cập đến 50 chiếc tàu đã qua sử dụng được các công ty Trung Đông ít tên tuổi mua lại. Mới đây, truyền thông phương Tây đã cập nhật số liệu. Theo đó, tờ Bloomberg tuyên bố rằng hạm đội bóng tối đã được bổ sung. Đặc biệt, công ty Matthias Ship Management đăng ký vào tháng 8 tại Dubai đã mua 3 tàu. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorski đã cho biết đã ra lệnh đóng cửa Đại sứ quán Nga tại thành phố Poznan và trục xuất các nhân viên tại cơ sở này. Chính quyền Warsaw trước đó đã công bố việc bắt giữ một nghi phạm bị tình nghi có hành động phá hoại thành phố Wroclaw. Theo Bộ trưởng Sikorski, tình báo Nga đứng sau vụ việc trên. Nga đang xung đột với Ukraine và triển khai một cuộc chiến hỗn hợp chống lại các nước phương Tây, bao gồm cả Ba Lan. Tôi có thông tin về việc các cơ quan tình báo Nga đứng sau những nỗ lực phá hoại. Hãng tin RT dẫn lời ông Sikorski nói hôm 22 tháng 10. Tôi đã quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của lãnh sự quán Nga tại Poznan. Các nhân viên tại lãnh sự quán Nga sẽ bị coi là không được hoan nghênh trên lãnh thổ Ba Lan, ông nói thêm. Tuy nhiên, ông Sikorski đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho các cáo buộc chống lại Nga. Hiện không rõ lãnh sự quán Nga ở thành phố Poznan có liên quan gì đến âm mưu phá hoại bị cáo buộc ở Wroclaw hay không. Hai thành phố Poznan và Wroclaw cách nhau 180 km. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau đó đã tuyên bố phản ứng của Moscow đối với các trục xuất sẽ là đau đớn. Một số quốc gia thành viên NATO bao gồm Ba Lan và Anh đã cáo buộc Nga đứng sau vụ phóng hỏa nhà kho và cho rằng người dân địa phương đã được thuê để thực hiện theo lệnh của Moscow. Hồi đầu tháng này, người đứng đầu cơ quan an ninh Anh MI5 tuyên bố Nga đứng sau vụ hỗn loạn trên đường phố Anh. Phía Nga đã nhiều lần khẳng định đây là cáo buộc vô nghĩa. Hồi đầu năm nay, Tổng thống Vladimir Putin cho biết các chính trị gia phương Tây đang cố gắng hù dọa người dân của mình bằng cách viện dẫn đe dọa tưởng tượng về Nga nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những rắc rối trong nước. Trước đó hồi tháng 9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo về khả năng Nga mở rộng vùng đệm an ninh đến lãnh thổ NATO nếu phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine. Chúng ta cần thiết lập một vùng đệm cho tương lai, đảm bảo rằng không loại vũ khí nào có thể đe dọa lãnh thổ Nga. Nếu Ukraine nhận được các loại vũ khí tầm xa như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, vùng đệm này sẽ kéo dài tới Ba Lan. Ông Medvedev cho biết, tuyên bố của ông Medvedev được đưa ra sau khi một quan chức Mỹ tiết lộ rằng Washington sắp đóng cửa cung cấp tên lửa hành trình GRSSM tầm bắn 370 km cho Kiev. Trong bình luận của mình, ông Medvedev cũng cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục gửi vũ khí tới Ukraine, bất chấp kết quả bầu cử tổng thống sắp tới. Sẽ không có nhiều sự khác biệt giữa ông Trump và bà Harris. Washington sẽ chuyển thêm vũ khí cho Kiev bởi họ được hưởng lợi từ việc này, ông Medvedev nhận xét. Đồng quan điểm với ông Medvedev, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã cảnh báo về khả năng Mỹ vượt qua làn danh đỏ của Nga vì liên tục cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Tôi không ngạc nhiên về những gì có thể xảy ra,
việc Mỹ tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine không chỉ đe dọa xâm phạm làn danh đỏ của Moscow mà còn ảnh hưởng tới lợi ích của chính Washington, ông Lavrov nói. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!